Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Trọng, sinh năm 2005, Mai Hàng Anh, sinh năm 2005, Nguyễn Quang Nam, sinh năm 2005, Trần Nguyên Khang, sinh năm 2003, Nguyễn Quang Phi, sinh năm 2002, và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Vũ Duy, sinh năm 2006, cùng trú tại thành phố Long Xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, do nhóm của Trọng có mâu thuẫn với Trần Chí Khanh sinh năm 2003, trú tại phường Mỹ Hòa, từ trước, Trọng cùng Anh, Nam, Khang, Duy, Phi và hai người bạn bàn nhau sử dụng hung khí tìm Khanh giải quyết mâu thuẫn. Để thực hiện, tối ngày 26 tháng 9 năm 2023, Trọng cùng các đối tượng trong nhóm mang theo hung khí rồi sử dụng xe mô tô chở nhau đi tìm Khanh. Khi đến tiệm sửa xe gần cầu Nguyễn Thái Học thuộc phường Mỹ Hòa thành phố Long Xuyên, thì nhóm của Trọng phát hiện Khanh đang ngồi ở tiệm sửa xe, liền lao vào dùng hung khí chém trúng lưng và tay Khanh. Hoảng sợ, Khanh bỏ chạy vào quán cà phê gần đó để trốn, thì nhóm của Trọng tiếp tục đuổi theo tìm Khanh để chém, khiến những người trong quán cà phê bỏ chạy tán loạn. Nhóm Trọng lên xe bỏ chạy. Hiện vụ việc đang được lực lượng hình sự Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.